Thông tin trên lĩnh vực an ninh trật tự. Ngày hôm qua, Hạt Kiểm Lâm huyện Di Linh đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính đối với Huỳnh Minh Tiền, sinh năm 1994, cư trú tại xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, vì săn bắt động vật hoang dã. Vào chiều ngày 6 tháng 9, trong khi đi tuần tra kiểm soát rừng tại khoảnh 1 tiểu khu 726 xã Tam Bố, lâm phần do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Tam Hiệp quản lý, lực lượng kiểm lâm huyện Di Linh phát hiện đối tượng Huỳnh Minh Tiền đang gánh 21 cá thể khỉ đuôi lợn, được đựng trong từng túi lưới với tổng trọng lượng 35,7 kg. Các cá thể khỉ trên do Huỳnh Minh Tiền đánh bẫy trong buổi sáng cùng ngày đều trong tình trạng sức khỏe đã yếu khi Tiền đang trên đường vận chuyển để tiêu thụ thì bị lực lượng kiểm lâm Di Linh phát hiện bắt giữ. Bước đầu, đối tượng Huỳnh Minh Tiền thừa nhận hành vi săn bắt trái phép động vật hoang dã quý hiếm và khai số cá thể này nếu không bị phát hiện sẽ được vận chuyển về thành phố Phan Thiết bán để kiếm tiền. Khỉ đuôi lợn có tên khoa học là Macaca leonina là loại động vật rừng nguy cấp quý hiếm thuộc nhóm 2B theo quy định tại nghị định số 32/2006 của Chính phủ. Hạt Kiểm Lâm Di Linh đang tiếp tục xác minh điều tra để xử lý theo quy định về hành vi vi phạm các quy định về quản lý bảo vệ động vật rừng đối với Huỳnh Minh Tiền. Tùy thuộc vào từng nơi để thiết đãi tổ tiên, cầu mong tổ tiên phù hộ.